Ngày ông Công ông Táo 23 tháng Chạp hàng năm là truyền thuyết của người dân tộc Việt Nam trong những dịp Tết. Mời quý vị và các bạn xem chương trình Ông Công ông Táo. Đấy. Anh mua một con thôi. Đưa cho bà kia bắt cho một con. Không, nó coi chỉ ít chín thôi. Từ từ. Đấy. Để ta đang live stream cứ đi đây, trước ống kính. Đúng rồi. Đi nha. Một lấy một con. Đáng hai chi bao nhiêu lại chưa ăn đây. Này 5.000 luôn. Quảng cáo thương hiệu xôi gấc. Đây quá đẹp. Cắt chép bao tiền con này em ơi? 50.000 ba ông ạ. À 50.000 ba ông à? Thế vẫn rẻ hơn dưới kia 2.000 con một ông cơ. Vâng, 50.000 ba ông to. Đúng rồi. Ừ. Về trời. Sáng đến giờ để chụp chiếu thử các loại mà không được gì hết cả. Cá ngon nhỉ. Cá rất đẹp. Cá đẹp luôn mà.
Cá này chụp ở đây ở cái xe này. Cá này bao tiền một con này em? 20.000 ạ. Nếu mà anh mua là bao nhiêu? Cái đây sáng là đang gửi bạn ở đâu ấy? Đây. Đi đây ạ. Nắm cá to đây. Nắm đang là canh vào ngày này nhỉ? Canh YouTube nên 1 tháng được. Cá thì em bán bao tiền con? 20.000. 20.000 à? Sinh động nhỉ? Cá này bao tiền con đấy ạ? Rẻ. Hậu là còn gì nữa? Anh phải nói đây là giò chả hàng ở Đông Khê, tất cả các loại giò chả, tất cả các loại gọi là... Kiểu gì? Mày có tí này đúng không? Không có tí này không được. Chủ quán giơ tay hai ngón tay lên này Thành. Cá ngon nhỉ, cá rất đẹp. Cá đẹp luôn mà. Cá này chụp ở đây ở cái xe này. Cá này bao tiền một con này em? Nếu mà anh mua là bao nhiêu? Cái đây sáng là đang gửi bạn ở đâu ấy? Đây. Đi đây ạ. Cá đấy. Cá đẹp đấy. Mỗi em Hồng là nắm cá to đây. Nắm đang là canh vào ngày này nhỉ? Canh YouTube nên 1 tháng được. Cá thì em bán bao tiền con? 20.000. 20.000 à? Sinh động nhỉ? Cá này bao tiền con đấy em? Rẻ. Hậu là còn gì nữa? Anh phải nói đây là giò chả hàng ở Đông Khê, tất cả các loại giò chả, tất cả các loại gọi là... Kiểu gì? Mày có tí này đúng không? Không có tí này không được. Yeah.
Đây con thịt tháp dưới đây. Chỗ ngà đấy, lăn lên đây đấy.